Rồi ok, cô Lực xin kính chào quý cô bác và các chị em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã đến video tiếp theo của cô Lực. Bà ơi, xin chào tất cả mọi người đây. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là bọn mình là lên nhà chị gái mình, thăm chị gái mình. Chị gái mình mấy hôm nay bị ốm. Là hôm nay là mình cùng vợ mình là ra đây thăm chị gái. Chị Hiền ấy, chị gái ruột của Lan ấy là chị thứ hai nhỉ? Chị hai nhỉ? Chị hai. Là chị hai đấy. Là ở nhà là có ba chị mọi người ạ. Một là chị cả, chị hai, chị ba. Chị hai, chị ba. Đấy, còn cái này là ngôi nhà của chị hai của vợ mình, chị ruột luôn đấy, chị Hiền. Là hôm nay là mình vào thăm chị một tí. Vì mẹ vợ mình nói bảo là chị mấy bữa nay là bị ốm. Thì đây là căn nhà của chị ấy. Căn nhà của chị đây. Đây, chị Hiền đây. Em chào chị Hiền nhá. Chị mình là đang bị ốm mọi người ạ. Với lại chị cũng không có nói tiếng Kinh được nhiều ấy, thì cô Lực cũng chẳng giao tiếp được gì. Chỉ có vợ mình nói tiếng Mông thì giao tiếp được. Cái đất này không phải đất của nhà chị à? Đất này không phải đâu, đất của nhà chú. Nhà chú cho mượn á? Vâng, mượn để làm nhà. Mượn để làm nhà? Thế bây giờ mình ở đây thì là của mình rồi? Không phải đâu. Ngày trước người ta còn đòi mình trả rồi đấy, nhưng mà mình chưa. Thế bây giờ anh chị không có đất thì vẫn phải ở đây thôi. Đất có, đất ở dưới kia có, nhưng mà tận dưới ruộng dưới kia thì sao đi ở được ạ? Ruộng hết rồi. Khi nào làm nhà thì chắc là sang chỗ nhà ngoại. Đấy. Lại xin một miếng đất ở bên ngoài. Đất làm nhà. Tính ra ngày trước là nhà chú cũng muốn lấy lại để làm chuồng trâu chuồng lợn ấy, nhưng mà thì cái nhà này là nhà ngày xưa là dựng. Ngày xưa là chuồng trâu của nhà chú. Đây là cái chuồng trâu của nhà chú á? Vâng, đây là cái chuồng trâu của nhà chú chứ đằng sau kia. Thảo nào nó bé nó không có được rộng lắm. Đây là đất của nhà chú là từ em chỉ chạy đất từ kia sang qua cái này, cái chuồng này cũng là chuồng của nhà chú. Đây cũng là chuồng trâu của nhà chú. Đây cũng là chuồng trâu của nhà chú á? Coi như là đất của anh chị là không có ở đây. Không có ở. Đây là ngày xưa bố mẹ em bảo là xin một mảnh ở đây để làm nhà ở mấy nữa thì sẽ trả. Thế là cái cuộc sống của anh chị Lan là rất là khó khăn. Trước mà mình cũng nghe anh nói bảo là đất đây không phải đất của nhà anh ấy, chỉ là đất của chú cho mượn thôi, mượn ở thôi. Còn anh thì không có đất. Anh có đất thì có đất ruộng ở tận dưới kia. Cái ruộng mà hôm nọ gặt của nhà Lan đấy, thì đấy là đất của nhà anh chị đó. Đất ruộng to to đấy. Có mấy mảnh đấy là còn không có đất ở. Đất của nhà chú này thì rộng. Đất này là hiện tại thì anh chị đang ở thì đã ở nhờ thôi. Cái nhà ấy mọi người ạ. Cứ tưởng là anh chị có. Anh tưởng là đất của anh chị á? Trước thì cũng nghe anh nói thế thì cũng không rõ mấy. Là chị gái của Lan là có hai đứa con rồi nhá. Giờ Lan chuẩn bị có đứa thứ ba. Là mấy bữa nay đang bị ốm. Tưởng là đây cũng là đất của nhà chị đây, hóa ra bên này là của nhà chú rồi. Con gà nở rồi đấy. Hạt tiền sống cả nó xuống chị nhé. Gà nở mà không lấy ra nhỉ? Ở đây biết con có thể... Ở trong kia có con chó đẹp lắm à? Hả? Chó con á? Ở trong này có chó? Mẹ nó đâu rồi nhỉ? Đâu có thấy đâu. Mẹ nó chắc là ngoài đó nhỉ? Mẹ nó chắc là ngoài hay là ở trong đó. Thế cái tường của nhà chị đây cũng có chắc đâu, nó bị mòn hết rồi. Làm lâu rồi. Làm lâu này nó sụp lúc nào không biết. Là bị 10 năm rồi. Đây có đàn chó này. Cho em vẽ một con. Chó con 2, 4, 6 con à? Tí mẹ nó ra đây nó cắn cho phát.
Tí đâu không thấy mẹ nó ở đâu, nhưng tí nó thôi nó lấy cắn gái gì. Đây là chó của nhà chú à? Đây là chó của nhà chú ạ. Hôm nào ra mua một con. Giờ chờ nó vẫn ăn sữa đấy. Nó vừa chắc nó vừa nó phải cai sữa thì mới mua được. Chó này thì chắc là một chú bán con có 200.000 thôi. Chó đây vừa mới đẻ được 2 tuần thôi. 2 tuần, 3 tuần. Một tháng rồi, một tháng nó mới biết đi. Con chó phải phải một đẻ một tháng thì nó mở mắt nó mới mở nó mới đi mà. Nhá. Được một tháng. Một tháng á? Ở đây nhà chị không nuôi con lợn nào à? Con lợn ngày xưa nuôi đâu, ngày xưa nuôi là nuôi ở bên nhà em thôi. À. Con lợn này lợn trâu là toàn nuôi bên kia hết, nuôi nhà ngoại. Vì ở đây không có phải đất của mình thì mình đâu có làm được chuồng lợn, chuồng các kiểu. Đây đất của đất mượn của nhà chú, mượn thì phải trả. Mượn thì phải trả chứ. Cái mảnh này thì bán thì chú không có bán. Không bán đâu. Chú bảo là muốn lấy lại để làm trang trại ở đây chuồng lợn, chuồng trâu. Đấy, chị gái rất là khó khăn luôn đấy vợ ơi. Vợ lấy được chồng là còn may mắn lắm rồi đấy. Làm gì nhà chồng khó khăn thôi. Khó khăn đâu. Vẫn hơn nhiều chứ. Hơn một tí chứ. không làm sân rộng nhỏ. Cái tường thì tường này tường đất thì tường chính tường sắp đổ rồi. Cái tường đất làm sao mà đổ được à? Sao không đổ được, mấy nó cứ mòn đi nó bị ăn mòn dần nó sẽ đổ rồi. Chắc không đổ được đâu chứ nó rộng nó to như thế này. Đừng có đầy tí đổ vào trong nhà nhé. Điên à? Lâu mới đổ được. Thì đổ thật đấy, không nghỉ đâu. Nó to như thế này nó làm sao mà đổ được à? Là anh vợ của Lan là đi đập lúa rồi nhá mọi người. Hay hộ nhà chú đập lúa rồi. Hôm nào thì mình đã đi quay nhà của chị thứ ba, còn chị cả thì ở bên Trung Quốc thì không có đi được. Chị cả thì đi lấy chồng ở Trung Quốc, còn chị hai thì đây, chị ba thì lấy chồng cũng ngay bên kia thôi mọi người, cũng mấy chị ba chị em là ở gần nhau. Mình là chị bốn, chị... xong còn một em năm nữa. Nói chung là mỗi một dân tộc nó có một phong tục khác nhau ấy, nên là mình không thể hiểu được, mình phải tìm hiểu sâu vào nó mình mới hiểu được, nên là thôi mình nói qua loa thế thôi. À, nhà chị trồng ngô được kìa. Hay là ngô đấy là ngô năm ngoái rồi. Chứ không mình làm được 3 tháng nên không trồng ngô. Cái này là ngô của năm ngoái, ngô này là ngô. Ngô địa phương mới để được vỏ chứ. Ngô này là ngô địa phương. Ở đây là rất là không còn, ở đây là rất có một sự thật là rất là
rất là hiếm có nước, nước rất là không có nước. Không 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 có lên nước đây. Nước nó nguồn từ nguồn về nó lâu nó mới về một. Thì phải lấy can về sách á rồi. Đi sách tận bên kia. Lấy can sách một lần dùng một can thế này đó. Vâng. Một lần dùng một can thế này xong ăn, khi ăn xong bát hết rồi mới rửa. Kiểu không có nước này. Khó khăn. Khó khăn nước ạ. Khó khăn thật, nói chung là không có nước dùng thì mình cảm thấy rất là khó chịu trong tất cả các mọi thứ luôn ấy nhỉ. Không có nước, nước là một trong những thứ cần thiết trong đời sống. Thế con về là ngủ một cả tất cả ba bố mẹ con ngủ đây cái giường này hết á? Thì đúng rồi. Kia các cháu hay ngủ bên ngoài ngoại. À. Có lẽ nhiều lúc các có các cháu lại thích ra ngủ cùng các cháu với nhau thì dậy. Dậy dậy nên xuống đất này. Xong ngủ thế thôi. Lấy cái bạt này, cái chiếu này dài thế này thì dài nên này đất nó lạnh thế nó chẳng hay bị ốm. Ô trẻ con thì biết cái gì ngủ hết. Ốm ấy. Nhưng mà bây giờ mùa đông thế, mùa lạnh, mùa hè thế thôi, mùa đông ai mà dám cho trẻ con ngủ thế. Nên đất này còn không láng nữa. Kể cả mình ốp gạch hoa còn không dám ngủ. Nhưng mà dù đệ này không phải chỗ đất của mình nên mình không, mình kiểu ở tạm thôi nên là không cần láng đâu. Mấy nữa là phải chuyển đi hết mà. Thì phải bây giờ cũng phải đợi có tiền mới chuyển được chứ, không có tiền thì vẫn phải ở thôi. Không có tiền thì vẫn phải ở thôi. Thì chẳng nghe bây giờ tự nhiên chuyển đi thì tiền không có thì chuyển đi kiểu gì? Thì đúng rồi, phải có tiền mới chuyển được chứ. Ví dụ như bây giờ mình phải có tiền mới xây được nhà chứ. Đây cũng là thóc từ năm ngoái à? Đây là thóc từ năm ngoái. Thóc vẫn có mấy bao ở trên này. Mười mấy bao mà chết từng chục bao á, còn hát đi bổ. Mười mấy bao liền. Mười mấy bao trong này á. Thế này, năm ngoái ở dưới hai cái bờ ruộng này chị làm mất tốt lắm, được 30 bao liền là năm nay. Bố mẹ làm được cũng mới 15 bao. 15 bao. Còn chưa đến đấy. 15 bao. Nè, con chưa nhớ nhà thật là nhớ mà. Ơ, không phải đâu, hôm trước là họ không biết tính thôi, bảo là còn ấy hết rồi, còn 20 bao, 20 mấy bao mà. Thế à? Thế thì coi như mà năm nay cũng không được nhiều bằng năm ngoái. Năm ngoái là được 30 bao. Không có kiểu không có nồi nấu cơm. Hả? Đó, nồi ít để sinh hoạt đấy. Cũng thế. Sắp giống nhà anh Báo à? Sắp giống nhà anh Báo rồi, bát đũa thì cũng sắp không có. Bát đũa kiểu thường thường thì 3-4 nhà này lúc nào ăn cỗ ăn cái gì cần đi mượn với nhau hết. Mượn của nhau hết này. Cả ghế các kiểu nữa. Anh xem có thấy có ghế nào đâu, có không đấy. Một hai ghế đây, ghế còn ghế toàn mượn về, như kiểu nhà mình ở ít lên thì khi nào có khách thì cái nhà của chị rộng bằng hai cái chuồng lợn của em. Ờ thật, rộng bằng hai cái chuồng lợn. Không, rộng hơn một tí đấy. Một tí thế này, tính cả từ chỗ cái đường đi thì coi như là rộng bằng hai cái. Thôi cứ từ từ, khi sau này nhà chị còn xây đẹp hơn chúng đất của anh. Làm gì có tiền mà sạch. Thì hôm trước là cô được là cũng mới ra đây thì cũng mới biết nhà mà chị là như thế này. Chứ lúc đầu tiên là cứ cũng có biết gì đâu. Tưởng là nhà chị nhà to. Với lại toàn chị cũng hay ở bên ngoại nhiều nhỉ? Trước đây bên nội ở trên Tà Văn Chư rồi, bên nội ở xa. Bên nội ở xa? Có lẽ bố là bố dựa. Bố dựa. Bố chết rồi. Bố ngày xưa, bố đẻ ngày xưa là ở đây. Đất là cái kiểu, đất là dưới kia kìa. Có lẽ ông nội, cái gì nhỉ, người thân của là ngay trên này. À. Coi như là bố đẻ thì là góc các kiểu là dưới này hết, còn bố dựa thì là ở trên đấy. Còn bây giờ mình lấy vợ thì mình về sinh sống ở chỗ quê của mình ấy, chỗ nơi sản xuất của mình. Nhà chị còn không có cái nồi to như nhà Báo nhá. nhà anh Báo mình mua đi mà. Chị là không được sang bên bên ngoại à? Mấy tháng? Chị làm cúng à, không được sang bên ngoại 3 tháng không được sang ngoại.
Sao lại có cái kiểu làm cúng mà 3 tháng mà không được sang ngoại? Ơi, 3 tháng còn ít, có một số người còn con gái còn kiểu lấy chồng gần quá, người ta làm cúng xong còn gọi mấy năm không được đi á. Mấy năm. Mấy năm không được đi nhà ngoại. Ờ. Như kiểu các cô giờ này thông sao xó tệ cả. Thế hôm nào nhà mình cũng bảo bà làm cúng cho vợ không được lên nhà ngoại nhá. Còn lâu. Không cho làm. Thế thì con thôi cho làm cúng nữa đấy. Người Nùng là không có cái kiểu làm cúng mà không được không đi ngoại đâu. Làm cúng còn không kiêng cái gì ấy, làm cúng là xong luôn. Người Mông thì hay có kiểu đấy lắm. Người ta bảo là bên ngoại có ma và thế. Bên ngoại có ma nên không được sang bên ngoại á. Đấy. Thì kêu đi xong phát là ốm. Nhưng mà em thấy gia đình em nó có cái kiểu đấy, ngày trước ông với các cô các bác cũng không được sang mà còn không phải làm mấy tháng đâu, mấy năm liền đấy các cô ấy. Cô giật. Và là cứ sang là bị ốm. Không được đi qua mộ của bố mẹ luôn. Thế á? Vâng, các như ông bà bây giờ làm mất hết là các bác các cô là không được sang, không được đi qua chỗ mộ đây. Không phải đi qua chỗ mộ mà hướng đấy thôi, như kiểu bây giờ chị đã không được đi hướng kia luôn. À. Kiểu hướng. Trong 3 tháng không đi. Bây giờ chị bây giờ là cũng lại bầu được 2 tháng à? 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. 3 tháng thì mình 5 tháng rồi thì mình đẻ trước không? Thế chị là chắc chắn là sau Tết rồi. Thì sau Tết thì vẫn là cùng tuổi. Thì cũng cùng tuổi. Không là Tết gì? À, thế của chị là tháng 3 mà tháng 2 thích mới 1 tháng thôi. Thế à? Ừ. Của, có khi của em còn nói thì nói thế thôi, có khi của em còn mùng mấy Tết ấy, có khi còn Tết ấy. Là mùng 5 tháng 2. À, vợ mình thì có em bé nên là không có bị nghén mấy, không có bị... Thế nào không bị nghén, ngày trước còn không ăn cơm cả ngày. Không ăn cơm nhưng mà sáng vẫn ăn bát phở to đùng. Hôm nọ chị thì bị ốm nghén là một tuần không ăn cơm á. Một tuần không ăn cơm. Mình công. Một tháng không ăn cơm. Đấy ngày xưa quay chị, mấy hôm trước mình quay kìa chị. Đấy bé Hồng tí, bây giờ chị thì gầy đi nhiều lắm. Giờ chị phải ăn tốt vào, bây giờ có em bé thì phải ăn tốt vào. Kiểu không ăn được ấy, ngày trước không ăn được, ăn vào nó kiểu mình ngửi thấy mùi mình không thích ấy, em hiểu được cảm giác đấy. Ngửi thấy mùi không thích, nhìn thấy cũng không thích. Giờ kẹo phải. Thì có khi còn thích ăn một tí. Kẹo sữa. Sữa ngày trước em cũng không thích uống rồi, chị biết mình. Có bữa sáng học có sữa đấy à? Nói chung là nghén thì là phụ nữ ai cũng phải trải qua thôi. Kiểu nhà chị cũng ngót tủ lạnh. Hôm nào mình lên thì mua chân giò lên cho chị tầm bổ cho em bé. chị không, chị có thể ăn thịt lợn đâu. Thế có em bé thì phải ăn chứ. Hình như không thích ăn. Chưa thích ăn. 3 tháng rồi thì... 3 tháng có người còn nghén đến hết đẻ luôn hả? Thế không ăn gì thì làm gì có sức ạ? Nhưng mà như vợ, cũng vợ mẹ vợ còn ăn ngày 5 bát cơm. Ai? Vợ ấy. Lâu ấy bạn ạ. Mỗi ngày người ta ăn có mấy... ấy 5 bát. Chẳng có 5 bát à? Gì đó? Thế là... À, vợ mình mới bữa là ăn 2 bát cơm, bữa sáng ăn 1 bát không, bữa chiều ăn 1 bát, tối ăn 2 bát. Là một ngày ăn 5 bát được cơm còn gì nữa. Mà chị gái của Lan thì bữa nay cũng có em bé được 3 tháng rồi mà mẹ vợ mình gọi điện lên bảo là chị đang ốm nghén được mấy tháng nay không ăn cơm. Cứ ăn được ít, rất là ít luôn. Nhưng mà trước chị có em bé Thiển ấy, kiểu có bị ốm nghén như bây giờ không? Nhưng mà là con trai thì đỡ nén một tí, nhưng mà là con gái thì nén đẻ luôn đấy. Nghén đến đẻ luôn, có một số người là thế à? Ừ, con gái là tên là gì nhỉ? Linh nhỉ? Vâng. À, chị có một con gái đấy là Linh, là bây giờ 6 tuổi đã. 6 tuổi cái gì? 8 tuổi. 8 tuổi rồi á? Lớp 2 rồi nhưng mà có một lớn bằng Đan. À, 8 tuổi hay là 9 tuổi rồi thế? Lớp 2, lớp 2 rồi. Lớp 2. Lớp 2. Cái ủa nó tao lúc trên là tả sư ở dù mà.
Thế tao học trong ngoài chút. Là bây giờ đi học ở trong kia là ở tại trường nào này? Ờ, đi nghỉ như là lớp 2. Lớp 3. Lớp 3 rồi. Thế chẳng 9 tuổi rồi còn gì nữa? Ừ, lớp 3 thì từ khi làm cái nhà này là để luôn thì cái nhà này làm được 10 năm rồi. 9 tuổi. Nhưng mà nhìn có vui. Chính Thiền, Thiền thì bao nhiêu tuổi? Năm nay học 5 tuổi, Thiền ra đến lớp 1 rồi, năm sau 6 tuổi. Sao nhìn kiểu bé bé, tưởng, tưởng là vừa có tầm 3-4 tuổi. Lâu lâu mới được ăn một bữa thịt thì làm gì có chất. Không phải lâu lâu mà là, nói chung là cũng được ăn nhưng mà không có được đủ chất như là dân tộc Kinh, dân tộc ở gần dưới thị trấn đâu. Là dưới đế ăn là đủ như kiểu... đủ chất hết ha. Đủ chất hết, còn ở đây nhiều lúc anh tưởng anh mang cơm đi học chỉ mang với rau thôi. Chứ anh chị đi làm Linh còn mang cơm đi học, mang đi học ấy. Ngày xưa em đi học em còn mang cá khô thôi. Nhưng mà bây giờ trẻ con nó không thích ăn cá khô, nó bảo là chỉ thích ăn thịt, cứ lại ăn rau linh tinh khác, không thích ăn cá nữa. Thôi chắc là cũng về nhỉ, phải nhỉ? Về luôn. Chị trả cận đó rồi. Bây giờ tôi chọn điểm cho chị. Chị trả cận đó phải nào nó kia. Đi đi, về đi. Hôm nào ra thăm chị sau. Chị rượu rồi. Thôi em xin phép về đây. Có gì thì hôm khác em lại sang chơi. Về nha, bọn mình là đi về đây. Rồi, chắc là vợ chồng Cu Lực là cũng xin phép dừng video tại đây thôi. Nếu mọi người thấy video Cu Lực ý nghĩa hay thì cho Cu Lực xin một like, một chia sẻ nhé. Để Cu Lực có động lực làm video tiếp theo cho mọi người xem. Rồi, Cu Lực bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Mọi người xem video của vợ chồng mình vui vẻ nha. Và nhớ ấn chia sẻ hộ vợ chồng mình nhé.